Ding ding! Hello everyone! I'm Ding from Zavik English Center. Welcome to Diary Book Section, Lesson 10. Chào các con, là cô Tiên đây. Cô Tiên xin chúc các con nha, và gia đình có thật nhiều niềm vui và sức khỏe ha. Ngày hôm nay thì cô Tiên sẽ đem đến một chủ đề mới cho các con ôn tập, cũng như là cho những bạn chưa học chủ đề này thì có cơ hội học qua chủ đề này ha. Okay, now everyone, before we start, trước khi chúng ta bắt đầu thì you take out your notebook and a pen. Con lấy cuốn tập và một cây viết ra để con ghi chú lại những từ vựng mới nha. Okay, now let's go. Con đi lấy tập và viết nha. Okay, now everyone, are you ready? Sẵn sàng chưa nào? Stretch your back. Mình thẳng lưng lên nha. And let's get started. Và mình bắt đầu thôi. Okay, now everyone look at the picture and tell me what is the topic today. Con nhìn coi chủ đề này sẽ nói về chủ đề gì cho ngày hôm nay nè. Yay! It's about food and drink. Food and drink. Chủ đề về đồ ăn nè và thức uống nha. Now everyone say again. Các bạn đọc lại theo cô nha. Food. Food. Yes. Drink. Drink. Very good. Food and drink. Yes. Are you ready? Sẵn sàng nào. Go. So part 1, mình sẽ học phần 1 trước nha. What food do you like? What food do you like? What food do you like? Okay, con thích ăn món gì ha? Okay. Ta-da, number 1. Yay, is cơm mình thường ăn hàng ngày ha. Rice. 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 Now you say again, con đọc lại nha. Rice. Rice. One more time, một lần nữa ha. Rice. Rice. Very good. Rice. Okay. I like rice. You say again, con đọc lại nha. I like rice. Cô thích ăn cơm ha, mỗi ngày cô ăn cơm thì cô mới no và có năng lượng để cô làm việc ha. Okay, now one more time, con đọc lại lần nữa nha. I like rice. I like rice. Yes. Yeah, I like rice. Now, number 2. Ta-da! Và good, vừa đẹp mắt mà vừa bổ dưỡng cho sức khỏe nữa ha. So what is it? Rau củ trộn nha. So it's salad. 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 Now you say again, con đọc lại ha. Salad. Salad. Very good. One more time, một lần nữa nha. Salad. Salad. Yes. So, I like salad. You say again, con đọc lại nha. I like salad. Rồi, con đọc lại cô Hồng nhắc nha. I like salad. Very good. Okay, it's yummy. It's yummy. Nó ngon ha. It's yummy. Now you say again. It's good. I like salad. It's yummy. Cô thích ăn salad ha, bởi vì nó rất là ngon và bổ dưỡng cho cơ thể cô. How about you? Do you like salad? Có bạn thích, có bạn không thích ha. Tuy nhiên thì mình cố gắng mình ăn nhiều rau củ cho tốt cho sức khỏe nè. Okay, now next, mình qua từ kế tiếp nha. This one, yes, noodles, noodles, noodles. Now you say again, con đọc lại nha, noodles. Very good, noodles. Okay, ăn mì thì cũng rất là ngon và rất là nhanh. Tuy nhiên thì ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nên là cô sẽ không thích ăn mì ha. I don't like noodles. I don't like noodles. Now you say again, con đọc lại ha. I don't like noodles. I don't like noodles. You say again, con đọc. I don't like noodles. Very good. Cô không thích, còn con thì sao? How about you? Okay, có bạn thích, cũng có bạn không thích nha. Next. Ta-da! This one, what is it? Các bạn nào đoán ra này là gì không? Yay, it's meat. Là miếng thịt ha, okay.
Meat. Meat. Now you say again, con đọc lại ha. Meat. One more time, một lần nữa. Very good, meat. Ăn thịt cũng rất là ngon, nhưng mà mình ăn quá nhiều thịt thì mình sẽ bị béo nha ha, bị mập nha, cho nên con không thích ăn quá nhiều thịt ha. I don't like meat. I don't like meat. Mình đọc cẩn thận chút xíu ha. I don't like meat. Very good. Faster, đọc nhanh hơn nha. I don't like meat. I don't like meat. Very good. Okay, next. Yay, it looks yummy. Okay, nhìn nó có vẻ rất là ngon nha. Và nhiều bạn trẻ rất là thích cái món này luôn nha. Vậy thì tiếng Anh là gì? Okay, it's sausage cheese. Sausage cheese. Now you say again, con đọc lại ha. Sausage cheese. Very good. Sausage cheese. Okay. Sausage cheese. Yes. One more time. Con đọc lại một lần nữa ha. Sausage cheese. Sausage cheese. Very good. Yummy. Đó rất là ngon đó. I like sausage cheese. I like sausage cheese. Now you say again. Con lặp lại nha. Good, good. Okay, I like. How about you? Cô thích đó, còn con thì sao nè? Yes, okay. Next. Oh, this one is easy. Từ này dễ ha, mình học rất nhiều lần rồi ha. Chicken, ha, huh? Okay. Now you say again. Chicken. Chicken. Very good. Yummy. I like chicken. You say again, con đọc lại. Very good. It's yummy. It's yummy. You say again. It's yummy. Very good. Now you say faster. Mình đọc hai câu này lại thật nhanh nha. I like chicken. It's yummy. I like chicken. It's yummy. Very good. Very good. Now next. Ta-da! It's very good. Ăn món này thì rất tốt cho sức khỏe ha. Fish. Fish, fish. Now you say again, con đọc lại nha. Fish, fish. Yes. I like fish. I like fish. Now you say again, con đọc lại ha. I like fish. I like fish. Very good. It's good. Nó rất là tốt cho sức khỏe ha. Is good. Is good. Is good. Yes. Okay. Next. Ta-da. Yes. Nhìn nó có vẻ rất là ngon nha. Okay. What is it? Pizza. Có nhiều bạn sẽ nói là pizza, pizza. Nhưng mà trong tiếng Anh thì mình sẽ đọc khác một chút nha. Pizza. 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 Okay. Now you say again. Con đọc lại ha. Pizza. Very good. One more time. Một lần nữa nha. Pizza. Pizza. Very good. Pizza. Okay. Pizza. So, pizza is yummy. Ăn pizza thì nó rất là ngon nha. Nhưng mà ăn quá nhiều thì cũng không tốt nên cô không thích lắm. Okay. So, I say. Vậy thì cô sẽ nói là I don't like pizza. I don't like pizza. Okay, now you say again, con đọc lại với con ha. I don't like pizza. Okay, I don't like pizza. Okay, now, how about you? Cô không thích, còn con thì sao? Yeah, vài bạn thích, một vài bạn không thích nha. Okay, now, next. How? When it's hot, you drink this one and you feel, it's good. Khi mà trời nóng quá thì con uống một ly này vào thì con sẽ cảm thấy rất là thoải mái nha. Okay, so what is it? Vậy thì ly này là gì ta? Nước ép trái cây ha. So it's juice. Juice. Okay, now you say again, con đọc lại nha. Juice. Okay, juice. Very good.
À, tuy nhiên thì uống nước trái cây cũng tốt, nhưng mà ăn trái cây có nhiều xơ, chất xơ thì nó cũng tốt hơn cho sức khỏe, nên cô thích ăn trái cây hơn là uống nước trái cây. À, ăn thích ăn trái cây hơn ha. Okay, so I say vậy thì cô sẽ nói là I don't like juice. Now you say again, con đọc lại nha. I don't like juice. Very good. How about you? Còn con thì sao nè? Yes. Có bạn thích, có bạn không thích nha. Okay, next. Okay, so it's milk. 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 You say again, con đọc lại ha. Milk. Very good. Yummy. Ngon nha. I like milk. You say again, con đọc lại. Very good. Okay. It's good. So the next one, cái cuối cùng nha. Ta-da. Oh, this one is good. Cái này là không thể thiếu cho mình. Okay. It's water. Water. Nước nha. Okay. Water. Water. Now you say again. Con đọc lại ha. Water. One more time, một lần nữa nha. Water. Very good, water. Okay. I like water. I like water. Now you say again, con đọc lại nha. Very good, I like water. How about you? Còn con thì sao? Yes, you like water. Yeah. Okay. It's fresh. It's fresh, nó rất là thanh khiết, nó rất là tươi mát nha. Okay, is fresh, is fresh. You say again. Fresh. Okay, yeah. Okay, so we stop part one. Mình đã học xong phần 1 rồi ha. À, bạn nào chưa nhớ hết thì con có thể xem lại để mình nhớ cho kỹ hết tất cả các từ vựng. Sau đó mình qua part 2, mình qua phần 2 nha. Ta-da! This is part 2, phần 2. Check your memory. Con sẽ kiểm tra phần từ vựng của các con, xem các con nhớ được bao nhiêu từ nha. Okay, are you ready? Let's go! Mình sẽ đi thôi nào. Let's go. Now, read with me. Đọc thiệt nhanh với cô nha. Rice. Salad. Noodles. Okay, repeat after me. Nhớ là phải đọc theo cô nha. Meat. Sausage cheese. Chicken. Pizza. Fish. Juice. Milk. Water. Very good. Now, faster. Mình đọc nhanh hơn nữa ha. Okay. Now, number one. This one. This one. Rice. Meat. Pizza. Fish. Sausage cheese. Salad. Noodles. Chicken. Juice. Milk. Water. Okay. Water. Yes. Okay. Now, let's play a game. Mình sẽ chơi một cái game nhỏ nhỏ ha. Để xem bạn nào nhận ra được bao nhiêu món ăn ha. Okay. So, ta-da. Who can you see? Con thấy được ai nè? Doraemon and Nobita. What are they doing? Họ đang làm gì đây? Ta-da. They are hungry. Nobita and Doraemon. They are hungry. Hai bạn này đang rất là đói. So, they go to the restaurant. They go to the restaurant. Những bạn này đi đến một cái nhà hàng và sau đó các bạn này sẽ kêu món nha. So, let's see. Oh, what are they on the menu? Vậy thì trong cái menu có món gì? Vậy là hai bạn này không biết rồi. Con giúp hai bạn này lấy được những món này ra để mấy bạn này ăn ha. Okay. Vậy thì con giúp mấy bạn này ha, ok? Bằng cách là con sẽ mở ra những cái ô này, ok? Con mở đúng là con cho
các bạn nó được ăn món đó. Okay, now let's go. Number one, what is it? Can you guess? Con có thể đoán được món gì không? No, chưa đoán được ha. So I give you the clue. Con sẽ cho con một gợi ý nha. Ta-da. You have 5 seconds. Con có 5 giây đưa ra câu trả lời nha. 1, 2. Ok, time's up. Now check. Kiểm tra coi con đóng giống con không. 1, 2, 3. Oh, it's salad. Salad. Very good. Bạn nào đoán đúng là cái món này, con sẽ có thể đưa lại cho bạn Domita và bạn Doraemon ăn ha. Ok. Now, next one. Ta-da, can you guess? Đoán được không? No. So, gợi ý từ cô nha. You have 5 seconds. Con có 5 giây ha. Ok, now, time's up. Now, open. Ta-da. It's chicken. Yes, it's a chicken. Oh, very good. Now, next. Rồi, hai bạn đã được ăn hai món rồi ha. Next. What is it? This is gợi ý của cô. You have 5 seconds. 5 giây nha. Okay, time's up. Now check. Yay, it's a pizza. Very good, pizza. Vậy là hai bạn đã được ăn 3 món rồi ha. Now, next. What is it? Gợi ý từ cô nha. You have 5 seconds. Có 5 giây nha. Ok, now check, kiểm tra với cô nha. Yay, it's a fish. Fish, very good, fish. Now, next one, món thứ năm ha. Ok. What is it? Gợi ý từ cô nha. You have 5 seconds, 5 giây. Ok, time's up. Let's see, what is it? Ta-da! Yay, it's juice. Juice. Very good. Vậy hai bạn qua thức uống rồi. Yes, juice. The last one, món cuối cùng nha. What is it? You have 5 seconds. Có 5 giây nha. Okay, stop. Now check. Kiểm tra với cô nha. Ta-da, it's sausage cheese. Sausage cheese. Wow, vậy là các bạn đã ăn được rất nhiều món rồi ha. Ok, so thank you. Thay mặt bạn Nobita và bạn Doraemon, thank you everyone. Cảm ơn các con đã giải cứu được những món ăn cho các bạn ha. Ok. Now, we move to the last part. Mình sẽ qua phần cuối cùng ha. Part 3. Gia vị logo challenge. Ok, thử thách của trung tâm gia vị ha. So everyone, you take out your diary book. Con sẽ lấy phần bài tập ra và mình cùng làm với nhau ha. Okay, now, look, how many numbers can you see? Con thấy được bao nhiêu món ăn, bao nhiêu số nè. Number one, what is it? Rice. Number two, noodles. Number three, water. Yes. Number four, fish. Good. Number five, chicken. And number six, milk. Okay, now, you listen. And you draw the face. Con nghe và con vẽ gương mặt ha. Ví dụ như like thì con vẽ mặt happy, mặt vui ha. Like. Còn don't like, không thích, buồn. Không thích thì con vẽ mặt sad, mặt buồn ha. Okay. Now are you ready? Mình sẵn sàng chưa nào? Now let's listen. Nghe nha. Number one. I like rice. Listen again. I like rice. Okay. Number two. Số thứ hai nha. I like noodles. Listen again. I like noodles. Yes. Number three. Okay. I don't like water. Listen again. I don't like water. Okay. Number four, okay. I don't like fish. Listen again. I don't like fish.
Okay. Number five. I like chicken. Listen again. I like chicken. Number six. Số cuối cùng nha. I don't like milk. Listen again. I don't like milk. Okay, done. Rồi, bạn nào nghe không kịp thì con mở lại mình nghe một lần nữa trước khi mình kiểm tra đáp án với cô ha. Now, let's check the answer. Mình sẽ kiểm tra đáp án nha. Number one. Like. Number two. Like. Number three. Don't like. Number four. Don't like. Number five. Like. And the last one. So cuối cùng ha. Don't like. Okay. How many correct answers have you got? Mình có bao nhiêu câu trả lời đúng nè? Good job. Now, so this one, how about you? Do you like it? Okay. Con thích hay không thích thì con sẽ tự practice khúc này ha. Okay. Con sẽ tự nói lại. I like rice. I don't like noodles. Okay. Con có thể dừng video lại và con sẽ tập nói khúc này ha. Okay. Now, the last part, phần cuối cùng ha, you can design your menu. Con thích món gì thì con sẽ tự ghi ra cái danh sách ha. Và con có thể cho mẹ xem, con giới thiệu những món con thích để mà mẹ có thể chuẩn bị những món này cho con ăn ha. Okay. Alright, so we stop here. Mình sẽ dừng chủ đề về food and drink. Mình dừng chủ đề về đồ ăn và thức uống tại đây ha. Thank you everyone. Okay, bye.